皆さんこんにちは、ずんもりのゆかです。7月の JLPT 試験でたくさんの人が高い点数を取りました。じゃあどうやってみんなが高い点数を取ったのか、その方法を一緒に見ていきましょう。Em chào thầy, chào mọi người. Em là Đoàn. Đến tháng 7 năm 2019 đã đạt được một cái kết quả rất là tốt và như mình mong đợi. Chào các bạn, mình là Ngọc. Tuần trước mình nhận được kết quả là đỗ N3 với số điểm 171, điểm Goibunpo là 52, Đô Cai là 60 và Châu Cai là 59. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoa. Kỳ thi JLPT vừa rồi mình đã đạt số điểm là 163 điểm. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hảo. Tháng 7 năm 2018 mình thi đỗ N3 với 120 điểm. Xin chào mọi người, mình tên là Hồ Ngọc Dung. Tháng 7 vừa rồi thì mình có tham gia thi JLPT N3 và kết quả của mình là 136 trên 180 điểm. Cái cách học cũng như cái lộ trình của mình nó có một vấn đề gì đấy mà mình cảm thấy là khi mà mình cố gắng học thì nó cũng cảm thấy là không tiếp thu được nhiều lắm. Và sau đó thì em đã tìm hiểu trên mạng cũng như là được rất nhiều sự gợi ý từ những người bạn đã qua Nhật trước là hãy tham gia khóa học online Zoom Modi. Về cái lộ trình học thì mọi người không cần phải đắn đo và suy nghĩ nhiều gì về cái vấn đề này, vì thầy cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như là đúc kết lại được, thứ nhất là về kiến thức trong bài giảng và thứ hai là về lộ trình học, thì tất cả đều được dựa trên cái mặt bằng chung của những người đang học tiếng Nhật là làm thế nào để cho học một cách cụ thể, một cách dễ vào và một cách có thể mình có thể vận dụng ngay được những cái bài giảng đấy. Về cụ thể từng kỹ năng, mình sẽ đi từ kỹ năng có điểm thấp nhất đến kỹ năng có điểm cao nhất. Về kỹ năng mình có điểm thấp nhất thì đấy chính là Voi và Bunpo với 52 điểm, cũng là kỹ năng mà mình học lung tung nhất. Mình học chủ yếu bằng giáo trình Shinkansen và sau khi học xong quyển Shinkansen, mình mượn bạn mình quyển Mumikara nhưng mà đọc lướt qua là chủ yếu. Kỹ năng tiếp theo mình muốn đề cập đến đó chính là Chokai. Mình nghe được 59 điểm. Dạo gần đây thì mình có biết được cái trang web mà cho xem phim có sắp song ngữ Việt Nhật, hình như là tên là benkitv.com thì phải. Kỹ năng cuối mình muốn nói đến đó chính là kỹ năng mình được điểm cao nhất là đọc cai với 60 điểm. Về việc luyện đề thì đây là cái thứ mình làm nhiều nhất trong cái đợt ôn thi lần này. Việc học online trên Zoom Mori làm cho cái việc này nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, kiểu nhất là trong cái đề riêng ở từng phần nhỏ. Học ở trên Dũng Mori được chia làm 3 giai đoạn. Hai giai đoạn đầu là ôn lý thuyết và các mẹo làm bài. Giai đoạn thứ 3 là luyện đề. Vì học siêu gấp rút nên mình chủ yếu học ở giai đoạn thứ 3. Cái kho đề rất là đa dạng, được phân chia dễ nhìn, hợp lý. Khi nộp bài thì ngoài việc biết điểm ngay thì mình còn xem được luôn giải thích vì sao mà chọn đáp án này, đáp án kia. Phần đề Voi Bunpo siêu đa dạng và giúp cho mình là một đứa chỉ nhớ thể gọi là ngắn hạn, nhưng mà có thể làm đi làm lại thoải mái cho đến lúc mà nhớ được. Thì khi mà mình học cái từ vựng như vậy á, mình sẽ chép lại toàn bộ ra một cái quyển sổ như này. Tức là lúc này là mình chưa cần phải nhớ hết đâu, mình chỉ cần ghi lại một lần như vậy thôi thì là một số cái từ mình có thể nhớ mang máng được rồi. Và cái sau đó là mình sẽ học ngữ pháp của thầy Dũng Mori. Sau khi mà có từ vựng và ngữ pháp ở đây một lượt như vậy rồi á, thì mình sẽ làm bài tập ở trong cái cuốn Milano Nihongo này. Thường thường thì mỗi ngày mình sẽ dành ra khoảng 2 đến 3 tiếng. Hôm nào mình mệt, mình đi làm về mệt thì có thể chỉ có 1 tiếng thôi, nhưng mà mình cố gắng duy trì hàng ngày. Ở trong khóa học thì có sẵn lộ trình cho mình, tức là lúc đầu thì sẽ học chữ Hán và từ vựng và sau đó là sẽ học ngữ pháp chẳng hạn như vậy. Cho nên là mình chỉ việc học theo như vậy thôi. Nên là mình cảm thấy nó rất là phù hợp với cái khả năng của mình. Có một ý tưởng rất là hay, mình rất là thích, đó là hàng tuần thì có thi thử JLPT từ cấp độ N5 đến cấp độ N1, và mình thấy mình làm những bài thi thử trực tuyến đó thì mình cảm nhận được là qua các bài thi thử thì mình thấy biết được là chỗ nào mình đang bị yếu, chỗ nào mình đang hỏng thì mình phải tập trung và luyện tập chỗ đó nhiều hơn. Các thầy cô cũng nói là mình phải học cái gì trước, cái gì sau thì mình cũng nghe theo các thầy cô để học như thế. Ngoài 2 tiếng trên lớp ra thì thật ra việc làm của mình cũng khá là bận rộn, thế nên là mình cũng cố gắng sắp xếp để buổi tối từ 8 giờ đến 10 giờ mình có thể học 2 tiếng ở nhà nữa. Các
thầy cô đã đưa lộ trình từ trước cho học viên là mình cảm thấy cái lộ trình ấy rất là đúng và rất là hợp lý, thế nên là mình vẫn cứ theo lộ trình thôi. Các bạn nên ăn sáng đầy đủ trước khi đi thi, và hơn nữa là khi mà đi thi á, cũng không cần phải quá là run gì đâu, mình cứ bình tĩnh thôi. Trong lúc thi thì mình cũng chẳng có mẹo gì đặc biệt cả, chỉ là tự nhắc bản thân phải tập trung hết mức mà nhớ giữ tập lập trường của mình nhá. Trong bài thi, trong lúc thi chỉ cần tập trung vào bài thi của mình thôi, nhìn bài thi của mình và tập trung hết sức có thể thôi. 皆さん, 自分に合った勉強方法を見つけることはできましたか? また次の動画でお会いしましょう! Bye bye!